Phật giáo mình đưa ra hai thuyết, đó là thuyết nghiệp báo luân hồi và thuyết vô ngã, hay còn gọi là thuyết phi ngã. Thì có một cái số cái người đặt vấn đề, đó là nếu đã vô ngã rồi thì ai sẽ thọ lãnh cái nghiệp báo, ai là người luân hồi? Thì con không biết là thầy sẽ có lý giải như thế nào về vấn đề đó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là con cũng mong thầy cho con được biết mối liên hệ giữa thuyết nghiệp báo luân hồi và cái học thuyết vô ngã. Và từ những cái vấn đề đó thì thầy có cho chúng con được biết sẽ vận dụng hai cái thuyết đó như thế nào để ứng dụng tu tập trong cuộc sống để đưa đến đời sống an lạc và hạnh phúc. Cảm ơn. Chúng ta cứ vỗ tay đi để cho người hỏi cảm thấy tự tin hơn. Hiểu rõ câu hỏi ha. Câu này không phải mà thầy cảm ơn câu hỏi của con. Không phải là ngày nay mới hỏi đâu không. Ngày xưa từ lúc Đức Thế Tôn cũng đã thắc mắc cái điều này rồi đó. Vô ngã thì ai đi tái sinh? Vô ngã thì ai làm, ai chịu những cái điều mà có người đó làm, người đó chịu thì có cái người mà sao gọi là vô ngã? Trời mưa rơi, có trời không? Có một ông trời trên kia không? Mà có mưa rơi không? Nếu mà không có rơi thành mưa không? Hả? Không rơi thành mưa không? Như vậy mưa với rơi là 2 hay 1? Đã không có trời rồi nha. Mắc mới gì mà nói trời mưa rơi làm chi? Vậy là mình loại ông trời ra đi. Giờ còn mưa rơi. Không mưa có rơi không? Không. Mà tại sao mình phải nói mưa rơi nữa? Loại thêm cái nữa đi. Loại thêm cái mưa đi, còn có rơi à? Như vậy là trong một cái cụm từ trời mưa rơi có hai thứ dư rồi á. Chỉ có một cái hành động đơn thuần là rơi, khỏi cần hai cái danh từ là trời và mưa. Ok không? Hiểu chỗ này không? Chưa hiểu. Chưa hiểu cứ nói chưa hiểu. Bởi vì á, phải hiểu. Ý là mình nói là tại sao vô ngã mà giải thích cách sao đây là ai đi tái sinh. Thì bây giờ á, mình không có hiểu được á, tại sao có cái ly này mới sinh ra mà. Ô, cái này là cái gì vậy? Cái này là cái gì? Bây giờ kêu một cái người trên dân tộc họ xuống, họ nhìn đây họ biết Phật không? Không. Nếu mà họ chưa bao giờ thấy biển, họ đâu có biết cái tên gọi là biển. Họ chưa bao giờ thấy hoa sen, họ có biết này là sen. Họ chưa bao giờ thấy thầy tu, họ có biết đây là thầy tu. Họ chưa bao giờ thấy những cái thứ này thì họ không có biết tên gọi nó là gì hết chứ. Ok. Mình mới sinh ra đời mình không biết mọi gì, mình thấy wow. Cái mình không biết ai tạo ra tất tần tật những cái thứ này trên đời. Mình hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi cái này là gì ba? À cái này là cái micro, còn cái kia là cái gì ba? Cái kia là cái loa, còn cái kia là cái gì ba? Là cái đèn, cái kia là gì ba? Phật. Còn cái kia gì ba? Không, mày hỏi hoài mày. Ok. Thế tại sao ba ra đời là đàn ông mà mẹ con đàn ba vậy ba? À, cứng họng. Hàng ngàn câu hỏi như vậy có phải là mình con nít ngày xưa mình hay hỏi không? Mà bây giờ mình thấy con nít nó cũng hỏi biết không? Có. Nó hỏi là mình không đủ cái kiến thức mà trả lời với nó luôn. Buồn là gì hả ba? Buồn là sao ba? Hôm nay trời nhẹ lên cao con. Ba buồn không biết vì sao ba buồn. Thế con hỏi gì? Nhà thơ mà còn không trả lời được sao ba trả lời? Thấy không đó? Mình không có thể biết giải thích được tất tần tật những cái hiện tượng trên thế gian này nè. Cho nên mình sao? Kiếm một ai đó hơn mình chịu trách nhiệm cho những sự sáng tạo này, đó là Chúa, đó là trời. Và đặt cái ông trời chịu trách nhiệm cho cái chuyện mưa. Chứ đâu có mưa, mình đâu có biết đâu có mưa, mình đâu có biết biển bốc hơi lên ra làm sao. Cái tiến trình nguyên câu chuyện là biển, ánh nắng mặt trời hôn nhẹ xuống, bốc hơi lên, lạnh, ngưng tụ mây, gặp gió, mưa. Ai biết câu chuyện đó? Có khoa học ngày nay không biết, ngày xưa đâu biết. Không biết thì mưa đâu ra? Ông trời. Ok không? Cho một, bởi vì sao? Mình ngồi đây ha, mình ngồi mình suy nghĩ. Suy nghĩ ở đâu? Trong đầu mình. Mình phải có một cái gì? Có một cái tôi nó nghĩ. Có một cái tôi nó tạo ra một cái suy nghĩ.
Rồi cái suy nghĩ đó, chẳng hạn như mình ngồi đây mình thấy nóng, khi mình nghĩ tới cái chuyện là đi bật máy quạt, cái mình tới kia mình bật máy quạt, cái mình ngồi đây mình mát. Như vậy là có một con người tạo ra một hành động, và có con người đó hưởng thụ cái hành động đó là cái quả mát. Dễ hiểu. Chứ còn mưa, nắng, ai chịu? Ok. Trái đất này, mặt trăng kia, tất tần tật những cái thứ trên đời này, ai sáng tạo ra? Không phải ta. Mày phải có một người không ta, to lớn hơn ta, chịu trách nhiệm với toàn bộ cái sáng thế này. Đó là Chúa, là trời. À, chứ vậy là từ một cái tôi tiểu ngã Atman trong này, nó ứng dụng theo kiểu là có một cái tôi suy nghĩ và tạo ra cái kết quả của cái tôi đó như là sản phẩm, ok. Thì những cái thứ mà lớn hơn phải có một cái tôi tương ứng, cái không tôi tương ứng ông anh ngày kia lớn to để tạo ra tất tần tật. Là ông trời. Cho nên nói trời mưa rơi, thực ra không có ông trời nào hết. Thì nó cũng y như vậy, thực ra không có một cái tôi bên trong nào hết, mà vẫn có suy nghĩ như thường, vẫn có hành động như thường. Không có một cái tôi là Ngộ Phương ở đây hết, mà vẫn có cái nói như thường. Ok. Hết cái nói này, nếu mà cái tôi là ông thầy Ngộ Phương đang nói, thì khi không nói, ông thầy Ngộ Phương là ai? Trời mưa rơi, khi không mưa rơi thì trời là gì? Như vậy thầy trả lời từ cái gốc của vấn đề luôn, đó là tại sao mà mình hỏi cái câu là phải có một người để đi chịu luân hồi và chịu cái hạnh phúc và đau khổ. Tại sao mình hỏi câu đó? Tại sao mình nghĩ là phải có một cái con người chịu cái đau khổ và cái hạnh phúc? Phải có một con người đi tái sinh ra một kiếp khác. Tại sao phải có một cái tôi, cái con người đi chịu? Không có trời mà vẫn có mưa rơi. Ok. Không có một cái tôi trong này mà vẫn có hành động và suy nghĩ tạo tác như thường. Như vậy là cái động lực nào mà khiến cho mình hỏi phải có một con người mới dễ hiểu để tạo ra một cái tôi, để tạo ra một để có một cái đối tượng nhận lãnh những cái thứ mà nó tạo. Phải có một con người. Bởi vì cái cách của chúng ta hàng ngày là chúng ta đồng hóa cái thân, cái suy nghĩ, cái cảm xúc và cái năng lượng tư duy, gọi là cái hành hay cái tư ở trong mình đó, cái muốn ở trong mình đó, là cái con người mình. Tức là ngũ uẩn của mình nè, sắc thọ tưởng hành thức, mình cho nó là mình. Có một cái hình ảnh về mình, nó có thật, nó đông đặc, nó cứng ngắc như thế này. Và mình có hình ảnh khác, một người khác có hình ảnh khác. Vì vậy con tim của ai cũng khác, cho nên nhìn cái mặt của ai cũng khác. Cho nên mình nghĩ là sẽ có một cái thứ nào bên trong nó tạo ra cái khác biệt này. Chứ ai tạo? Sẽ có một cái thứ gì bên ngoài kia để nó tạo ra tất tật những cái sự khác biệt này. Chúa, trời. Cho nên mình thấy như thế thì mình dễ hiểu. Và mình đặt câu hỏi là nếu như không có thì ai tạo? Giống như vậy. Nếu như không có thì ai đi tái sinh? Giống như vậy. Ok. Chỉ cái động lực ở phía sau hỏi là từ cái vô minh ấy, từ cái vô minh mà đồng hóa trong con người của mình, nó có một cái tôi chân thật. Cho nên có cái tôi đó thì nó mới chịu cái vui cái buồn. Nhưng mà thật ra giờ nói nè, nếu như mà có một cái vui cái buồn mà thiệt, ok, mình nhà hiểu chỗ này chưa? Mấy cái chỗ này nó hơi triết học một xíu, nhưng mà thực ra nó là một sự thật, chứ không phải là một cái lý thuyết. Nó là một sự thật. Chứ bây giờ mình khen mình câu cái mình vui không? Chị có đứa con lên, tôi kiếm không ra. Ví dụ như vậy. Con bữa nay con đi học được mấy điểm? 10, 10, 10, 10 mẹ. Vui không? Cái gì vui? Ai vui? Cái gì vui vậy? Cũng không cái mình đeo chiếc nhẫn đây. Mấy bữa là chưa có đeo chiếc nhẫn đó. Bữa nay đeo chiếc nhẫn đây cũng ngồi nên tóc mình xong nó bị kỳ. Tự động đeo chiếc nhẫn tay cũng mụn ngày hôm nay khó nặng vậy. Ủa ai làm cái gì vậy? Ai đang hành xử gì đó? Từ cái lúc mà em bận bộ đồ mới là em chưa thấy con thỏ nào chạy qua đây hết rồi đó. Anh thấy con thỏ chạy qua đây không? Không, từ cái lúc em bận bộ đồ mới này em chưa thấy con thỏ nào chạy qua hết. Tại sao nó có cái hành động khoe đó? Cái gì khoe? Cái tôi của mình, cái hình ảnh về mình. Chứ không như cái ngồi phất kìa, cái phất nít vậy. Rồi cái ví dụ như mà nó đeo cái đồng hồ hôm nay mà nó bị đứng bữa, mấy bữa thì đồng hồ mới nó săn tay áo này. Nóng quá, nóng quá. Bữa nay cái đồng hồ nó chết cái nó săn tay áo xuống. Ai, cái động lực gì ở phía sau làm mấy hành động đó? Hả? Phải không? Mình phải hỏi chứ. Cái tôi của mình. Và mình cho cái tôi nó có thật. Cái vô minh là cái chỗ đó. Tự động cái
sao có mưa vậy ba? Trời ơi con, trời ơi trời, chứ giờ ba đâu có biết sao có mưa đâu. Chứ mà hễ ba học khoa học là ba biết á, ở dưới biển á, ánh mặt trời hôn lên cái mặt biển, bốc hơi lên thành nước và ngưng tụ thành mây, gió và mưa. Giải thích đàng hoàng. Không biết gì hết, trời ơi con, trời ơi. Rồi xong chuyện. À, và với cái hiểu đó, mình phải kiếm một cái gì đó như là một cái tôi ở bên trong để chịu trách nhiệm cho những cái thứ mà nó tạo ra, nó hạnh phúc hay nó đau khổ. Nhưng mà thực ra nó hạnh phúc bao nhiêu phút, 2-3 phút hết. Nó đau khổ bao nhiêu, hung lại cũng 2-3 tiếng. Nó mà nó đau khổ cả 5 tiếng chắc mình chết luôn. Thứ mà sân giận trong mà 15 phút liên tục là mình sẽ vỡ tim. Mấy cái thứ đó mà nó có thật nha, mình đâu có thể sống nổi. Mình buồn mình nói mình buồn, mình vui mình nói mình vui, mình giận mình nói mình giận. Một ngày mình có bao nhiêu cái mình? Đêm hết. Nhưng mà cái mình nào là chân thật? Đấy. Tại sao mình đặt câu hỏi đó? Một ngày mình có bao nhiêu cái mình nè? Mình ở một mình? No. Mình ở với một mớ mình, dù là mình có một mình. Như vậy là cái mình là chân thật đấy. Như vậy á, không cần có một cái tôi riêng biệt để đi tẩy sạch. Chỉ có cái năng lượng hàng ngày. Nếu như mà một đời trăm năm gom lại thành một ngày, một ngày gom lại thành một tiếng, ok. Và trong một tiếng đồng hồ đó, à giờ con uống miếng nước đi, chẳng hạn như bây giờ con khát nước, thì trong cái trạng thái khát nước quá giữa sa mạc, thì lúc này cái mà mình muốn là cái gì? Nước. Càng ngày nó càng khát thì cái tâm mình nó khao khát, phải không? Nó mong đợi. Thì cái năng lượng đó là cái năng lượng mà khát khao mong đợi đó, là năng lượng gì? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là khao khát, mong muốn, cầu xin, là ngạ quỷ. Nếu như mà một tiếng đồng hồ mà nó trở thành một năm nó trở thành 100 năm á, tức là 100 năm cái mình rút lại thành một tiếng á, trong đó thời gian mà một tiếng mà mình khát khao miết, không có một cái tâm hành nào khác hết, chỉ có một cái tâm khát khao miết, tự động cái mình chết. Mình thành gì? Thành gì? Thành gì? Thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là khát khao. Ngạ quỷ họ có cái bụng bự vậy nè, còn cái cổ của họ xíu xíu à. Bởi vì cái khát khao họ nó quá nhiều, mà cái phước đức không có đủ tương ứng đáp ứng vào khát khao đó, cho nên họ đau khổ vô cùng tận. Giống y như mình ở sa mạc, mình khát khao biết bao nhiêu mà không có giọt nước nào hết. Cái cổ đó là tượng trưng cho cái phước mình nó không có. Nếu mà một ngày đó nếu như mà 100 năm đó biến thành một ngày đó biến thành một giờ đó, và một giờ đó con đang khát nước, là cái tâm ngạ quỷ mà tự động tác là một cái ước gì có nước uống, cái tự động có nước uống. Hai, và hoan hỷ thỏa mãn hạnh phúc nhưng mà không tham đắm vào nó. Với cái niềm vui hoan hỷ hạnh phúc đó nguyên một tiếng đồng hồ, đó là cảnh của chư thiền. Sau khi một tiếng nó chết sinh chư thiền, đâu cần ai đâu, chỉ có cái năng lượng bên trong thôi, ok. Đâu cần một cái tối nào đó, chỉ có cái năng lượng đó. Thế mà nó ở trong một ngày đó, ở trong một năm đó, ở trong một đời người đó. Năng lượng ngạ quỷ nhiều thì chết đi về ngạ quỷ, năng lượng vui vẻ nhẹ nhàng nhiều chết lên chư thiên. Năng lượng si mê dại dột trong từng hành động, trong từng cái lời ăn tiếng nói, động tác, sự sống hàng ngày, cái nhìn, cái động, cái tịnh mà mình không biết, mình mê mờ. Giống như con vật nó đâu có biết ngày mai nó chết. Con vật nó không có biết nó là con vật. Con vật khi nó đói nó chỉ biết là cái vật lý nó đói, chứ nó không có biết là nó đang ăn. Nó không có biết ở phía sau mỗi cái động tác. Cái đó là u mê. Cái đó gọi là vô minh đích thực. Với cái đó 100 năm thành một tháng, tháng thành một ngày, một ngày thành một giờ, mà mình sống trong một giờ đó liên tục là cái tâm mình, mình không biết gì hết trơn, nó cứ mê muội ở trong đó thì chết đi vào súc sinh, chứ đâu có cần có ai trong này đâu. Cái năng lượng đó
nó dẫn mình đi. Chứ còn cái thân xác này là cát bụi, thân xác này là kết quả của thức ăn mới sinh ra bệnh lớn. Ăn cách sau đó bây giờ bệnh lớn, mình không cho nó ăn đi năm mấy bữa mà nó cho mình biết, chứ nó đâu phải của mình, phải mình mượn nó để mình dùng, hay là để nó xài mình và mình nô lệ của nó. Vậy á, hay mà vui vẻ một đời, sống an nhiên sinh chư thiên, hay mà khát khao cái đọa với nghiệp ngạ quỷ, hay mà mê mờ cái là đọa với bàn sanh, hay mà sân hận cái đọa với Atula, hay mà đau khổ cùng cực là đọa xuống địa ngục, hay mà tu bỏ ác thì làm người, tu làm thiện thì sinh thiên, tu giải thoát cầu A-la-hán đắc được vô sanh là làm thanh văn, thực hiện hạnh Bồ Tát đổ đời làm bậc Bồ Tát, mà tự giác, giác tha, giác hạnh, tự mình tỉnh, giúp người tỉnh, công việc tỉnh thức này viên mãn làm Phật. Chứ đâu có cần cái con người nào ở bên trong cứng nhắc đông đặc như thế này, làm sao mà chuyển hóa được, làm sao mà đi lên được, phải không? Nó phải không thật thì mình mới đi lên được từng bậc thang. Nó mà nó là một cục cứng ngắc như một cái tô như thế này vĩnh viễn, giống như người ta nói linh hồn vĩnh viễn, linh hồn vĩnh viễn làm sao mà con người nó thành vật được, ok, làm sao mà tự động đang người cái rồi chết cái thành vật. Linh hồn con người mà thì nó phải là con người vĩnh viễn chứ, mà là con người ngu thì người ngu vĩnh viễn chứ, làm sao mình có thể học của mình thông minh, mình tu cái rồi mình chuyển hóa được, ok, làm sao mà mình có thể thay đổi được cái tâm của mình từ cái tâm sân cho đến cái tâm vui vẻ, cho đến cái tâm nhẹ nhàng, cho đến cái tâm giải thoát, cho đến cái tâm thương yêu, cho đến cái tâm tha thứ. Một ngày mới biết bao nhiêu cái tâm, thì phải kiếm một cái tâm đông đặc cứng ngắc đó. Mình nghĩ là có một cái tôi với cái tâm đó, cái tôi ở đâu? Nếu mà có thiệt mà sao mà thay đổi hoài vậy? Nó giống như nước chảy trong đó mà, phải không? Đó, tất cả những cái hiểu này nó cho mình thấy cái mà mình gọi là cái tôi, cái ngã, có một cái năng lượng để cho mình đi tái sinh là không cần thiết. À, mình hiểu cho đó ha. Đó là mình ứng dụng vô trong cái đời sống tu hàng ngày thế này nè. À, không, cái đeo cái nhẫn vô cái tay, người đứng này, cái đi ra ngoài kia cho, hay là đứng ở chỗ bạn bè đông rồi cho để cái này, cứ phát biết cái tóc lên, là mình hiểu cái người đó, cái người mà đang cố tình khoe đó, họ đang gì? Họ đang đồng hóa cái thân xác của họ là con người của họ, tức là cái con người chân thật của họ, họ không biết, họ nghĩ họ chỉ có cái bao nhiêu thôi. Là cái nhẫn này đáng thương, họ kiếm cái niềm vui trong cái nhẫn đó. Bởi vì cái nhẫn nó làm lên cho họ nhiều hơn họ làm. Bình thường cái họ thấy họ không có gì hết, cái họ không muốn ra thăm bạn bè, bà có cô bác, không có tiền cái Tết này không về quê, phải đeo vô cho để cho người ta thấy, phải mua một chiếc xe mới để về quê chạy, dù là làm cả năm còng cái lưng về mua chiếc xe chạy thôi. Rất kỳ à, cái động tác đó là cái gì? Mình muốn tìm một cái cảm giác, một cái tôi mình, hình ảnh về mình được công nhận bởi con mắt của thế gian rằng nó nhiều hơn nó là, okay. Và khi mình hiểu được điều đó, ok, thử đi, hãy mặc bộ đồ 1 triệu bạc vô, và mình đứng trước cái gương, mình quay 2-3 vòng, mình thấy có gì khác không? Không, có gì thay đổi không? Có gì không nè? Không, không có, thiệt tình là không có mà. Mà sao không trả lời? Thiệt tình là không có đúng không? Bất kỳ một cái hình tướng nào bên ngoài, từ cái thân cho đến cái suy nghĩ, cho đến cái cảm thọ, cho đến cái nhà mình ở, cái xe mình cởi, một đồ mình mặc, cái người mình ở, cái người mình thương, cái người mình ghét, tất tần tật mình có những thứ đó, nó có làm cho mình khác lên một cái gì không? Không, thực tình là không. Một cái danh, hư danh ảo nữa. Mà cái danh nha, là nói cả danh tốt và danh xấu. Người ta chê mình cũng là một loại danh. Tại sao người ta chê mình cái mình buồn? Mình ứng dụng ngay lập tức, mình biết là trong cái tôi mình nó buồn, chứ làm gì có cái chuyện buồn. Người ta nói một câu 5 giây, mình nhớ hoài 5 tháng. Ai nhớ? Mình hỏi liền câu đó ai nhớ? Phải không nào? Mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày mình tu, tức là thế mà nhìn mà chuẩn bị á, mình tiến tới một đứa bé nha, không sao hết đó. Bởi vì đứa bé nó đâu có cái hình ảnh gì mình, mình sao mà nó chấp nhận vậy à? Mình tiến tới một con chó, hay con chó nó tiến tới mình, ông chủ dù có thế nào vẫn là ông chủ của nó.
Nó chấp nhận 100% vô điều kiện, đó là tình yêu có thật. Cho nên mình tiến tới một đứa bé và mình tiến tới một con chó rất là hạnh phúc để tiến tới. Ôm đứa bé một lòng thích lắm. Tất cả chúng ta thấy một đứa bé đều có cảm giác bị lôi cuốn, bị nó lôi cuốn. Cho nên tại sao mình nhìn một người lớn, một người con gái đẹp, hay một người đàn ông giàu có, hay là bạn bè của mình, hay tất cả những người lớn, tự động mình cảm giác e ngại. Tại sao? Cái gì? Cái gì mà nó làm cho mình không muốn tới ôm một người lớn được? Không thấy một đứa con nít, mà thấy một đứa con nít thì tự động mình mừng à, mình ôi dễ thương quá vậy. Tự động trong lòng mình tiến tới bình thường lắm. À, con đứa bé ngồi sau kia đó, con vàng vàng nó nhìn coi, nhìn gương mặt của bé thơ đó coi. Nó không phải là quá thơ, nhưng không phải là người lớn. Mình nhìn cái tự động, nó có một cái năng lượng nào đó mà mình chạm được ở đâu? Ở đâu? Ở trong mình. Trong mình có cái đó. Nhưng mà bởi vì cuộc đời này đó, nó tôi vỡ quá nhiều buồn vui, hơn thua được, mất giận hờn, hư ngụy phải trái đúng sai đây nè. Cho nên lúc nào trong cái đầu mình cũng có mấy cái suy nghĩ. Còn cái đứa bé bây giờ ngồi đó, nó đang nghe vậy thôi, hỏi thử nó có suy nghĩ gì không? Hỏi đi. Không suy nghĩ gì không? Có suy nghĩ gì không con? Cho nên á, nhìn nó rất là dễ thương. Bởi vì nó không có cái hình ảnh về nó, cho nên nó không có xây dựng cái hình ảnh ngoài kia về mình. Cho nên mình tiến tới và mình thấy mình ở trong đó. Cho nên nè, lúc nào hàng ngày, đời sống hàng ngày của mình á, thấy, ok, seeing, chạm, tức là tiếp xúc, và có cái cảm thọ đúng hay sai, hay vui hay buồn, hay khen hay chê, cái lời nói được hay lời nói không được gì đó đó, hình ảnh ok hay hình ảnh không ok gì đó, dừng lại ngay cái chỗ đó. Ba bước này, thấy hoặc là nghe hay là tiếp xúc, bất kỳ tai mắt mũi lưỡi thân ý của mình đó, nó có một cái đối tượng nào nổi lên á, ở bên trong hay bên ngoài gì đó không biết, nhưng mà hễ có xuất hiện thì thấy nó nè, chạm được nó nè, tức là phải chạm được nó chứ. Nè, anh thấy mà anh thấy với bằng mắt mồ côi thấy cái đó cũng thấy, mắt ngồi đây vẫn thấy, nhưng mà không quan tâm. Có người thương mình ngồi đó đó, nhưng mà mở máy ra chat cho người khác. Chúng ta ngồi với nhau ba người, chúng ta không có nhìn vô mặt nhau, chúng ta nhìn lên một cái monitor đi, màn hình đó. Có không? Có. Chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lấy ba tờ báo ra đọc, ba cái điện thoại ra nhìn. Có. Tại sao vậy? Cho nên hàng ngày của mình á, mình ứng dụng tu trong cái đời sống của mình là mình nhắm đến cái thánh quả. Bốn thánh quả là gì? Trong cái sơ quả Sotapanna, tức là tu đạo hoàng, ba cái điều kiện của nó là phải phá được cái thân kiến, cái nghi và cái giới cấm thủ. Nghi và giới cấm thủ, nghi tức là nghi ngờ, không biết tu đúng không à, không biết mình tu được cái gì không à, không biết mình theo người đó ABC thì thế này thế nọ, ngồi thiền xuống như thế này được không, được hay là không, đúng hay là sai, ngồi lâu hay ngồi không lâu, bao nhiêu phút làm như thế này đây, tất tật đem tới cái lợi ích gì, nó nghi ngờ. Ai nghi? Có một cái tôi à, nó nghi không biết có được gì cho nó hay không. Rồi giới cấm thủ là gì? Là giữ tất tần tật những cái thứ gì đó như là một phương tiện để nó đạt một cái gì đó ở phía trước kia bằng lòng tham, là giới cấm thủ. Giới cấm thủ đó là thủ, tức là giữ, giới tức là những cái điều lệ đạo đức, cấm tức là những cái điều cấm á. Mình giữ cái giới, cái điều lệ đạo đức nào đó mà mình muốn đạt một cái gì đó bằng cái lòng tham, mà không phải là để cầu Bồ Đề giải thoát, thì cái đó gọi là giới cấm thủ. Ai muốn cầu một cái gì đó bằng lòng tham? Cái tôi của mình nó muốn nhiều hơn nó là, lúc nào nó cũng muốn nhiều hơn nó lại đó. Nó thấy một người có cái mái tóc như vậy, cái nó thấy ồ mái tóc mình được như vậy chắc mình cũng ok lắm à, mình về mình cắt thử đi, không có gì thay đổi hết trơn. Rõ ràng là như vậy. Vậy với mình nó vẫn tin là cắt xong được, bằng cái bộ đồ nó vô cái được, đeo cái kính nó vô cái được, ok, cái bộ đồ nó vô cái nó nghiền hầu không có gì. Cho nên cái thân kiến, cái giới cấm thủ và cái hoài nghi đó, nó chỉ phá được khi nào? Khi mình không còn cái thân kiến. Cái thân kiến là cái nhân, nó không còn thì cái giới cấm thủ với cái hoài nghi nó không còn. Mà cái thân kiến mình phá ra sao?
Mình có thể phá bóng tối được không? Không. Vấn đề là bật ánh sáng lên chứ không phải phá bóng tối. Bóng tối đâu có thật đâu mà phá. Mình không thể phá cái thứ không có thật. Nếu mà nó có thật đừng hòng mình phá cho được không? Nếu mà vô minh đau khổ nó có thật, đừng hòng mình có thể giác ngộ và có được hạnh phúc chân thật của kẻ tỉnh thức. Cho nên cái việc làm của mình á là cái gì? Là đừng có tạo ra việc làm đen tối, đừng có hành động mà không có tỉnh thức. Đừng có làm mà để cái tâm suy nghĩ. Đừng có vừa rửa chén mà suy nghĩ, đừng đánh răng mà suy nghĩ, đừng có vừa ăn cơm mà suy nghĩ. Đừng chứ không phải là tạo. Hiểu chỗ này không? Cho nên hàng ngày của mình á, làm thì làm, nhưng đừng lấy cái tôi làm. Chỉ có hành động thôi, không có người hành động. Mắt nhìn, không nhìn thành mắt không? Ai nói mà chân nhìn đâu? Chân đi, không đi thành chân không à? Không. Như vậy là cái chân với cái đi là 2 hay 1? Đúng không? Nhưng mà mình lúc nào cũng nghĩ là phải có một cái chân để nó mới đi. Nhưng mà cái đi á, là biểu hiện của cái chân thôi. Hai cái nó không có hai. Trong khi cái chân nó đi mà. Như vậy là như có một cái gì không phải cái chân mà nó đi. Chứ vậy là cái đi với cái chân nó là một. Mắt mình nhìn, không nhìn sao thành mắt. Vậy đó mà lúc nào trong đầu mình nó cũng nghĩ là có một cái thứ gì ở phía sau mọi hành động ở trên. À cái này ý kiến của em á chị. Ý kiến này của ai mà hay vậy? Trong tổ của chúng ta ai có ý kiến này? Của em á chị, của em á, của em á. Tự động nó thế này nè. Hay. Ok. Nó giống như vậy khi mà bị chê trốn. Cái này của ai chứ không phải của em. Về thử một đứa bé đi. Ngay cả con chó mình nuôi ở nhà đó, nó mà nó xé một cục giấy ha. Mà lấy cục giấy mà nó xé đó, mà để nó hẹp bị. Cứ nó xé một giấy đây, mà cái mặt nó nhìn. Đấy, nó có hình ảnh gì nó đấy. Ít thôi nhưng mà có đấy. Đấy. Tức là hàng ngày ta tu, ta để ý cái tâm của ta nó phải ở đây. Tức là nó không có được khởi một cái niệm nào hết. Cái chỗ này tu này nha, người ta ứng dụng mà thầy nói ứng dụng nha. Tu hành tức là đã đến cái chỗ vô niệm. Vô niệm vi tâm. Cái tâm chân thật Phật á là không có niệm. Niệm tức là suy nghĩ của mình á. Chứ không lẽ ông Phật vẫn ngồi vậy. Mà đánh đổ hoài mà sao nó không chịu nghe. Trời ơi, chết quá. Không có ông Phật nào ngồi tôi thấy hết. Ngồi như thế này. Ở bên trong không gian đó, nó có cái bụng đó, nó có ở trong cái chữ hỷ mà chúng ta thấy ha. Nó có hai cái bộ khẩu. Bộ khẩu đó là nó rỗng không. Cái bộ khẩu nó vẽ như thế này nè. Cái bộ khẩu ở dưới và cái bộ khẩu ở trên. Bộ khẩu ở dưới là tượng trưng cho cái bụng của mình, giống như ông Phật Di Lặc cái bụng rỗng không. Trong cái bụng mà cười được, trên cái miệng mình có một cái bộ khẩu khác cũng cười được. Đại chúng mình thẳng lưng lên. Mình ý thức được cái như mình nghe hoài, tự động mình chạy theo bên ngoài đó. Mình quay về với hơi thở và hít một hơi thiệt là sâu vào. Nín lại một xíu và thả lỏng toàn cơ thể theo hơi thở ra đó. Ý thức được cái đôi mắt mình vẫn nhắm, nụ cười buông thư căng nhẹ đôi môi. Thả lỏng toàn đôi vai và hai cánh tay, từng ngón tay. Và có một niềm vui sống nhẹ nhẹ vì ta biết là ta đang thở. Và ta biết người thương ta cũng đang thở. Và ta biết sự sống đang hỗ trợ cho ta được thở một cách đẹp nhất, vững nhất và sâu nhất. Thì á, vô niệm tức là không có suy nghĩ. Niệm là cái gì? Là suy nghĩ một cái gì đó mà không có ở đây. Bây giờ ở đây này, hoa mắt mắt nhìn đi. Mở mắt mà nhìn. Cái tự động với cái hoa này mắc hay rẻ ta? Hoa này là bao lâu rồi? Ai mua cũng dựng chùa. Mấy cái thứ đó nó có ở đây không? Không. Nó có ở đây chỉ có cái hoa thôi. Mở mắt mà nhìn. Hay mở mắt nhìn xong rồi đặt một mớ câu hỏi về nó. Thì một mớ câu hỏi đó chính là niệm. Trước khi mình đặt câu hỏi, mình mở mắt mình thấy nó nha. Tất cả chúng ta nhắm mắt lại, ai thấy cái hoa này đâu. Mở mắt ra là cái tánh thấy của mình nó tự động nó thấy. Nhưng mà không chịu dừng lại đó. Không chịu dừng lại cái thấy
tức là cái vô niệm đó, mình bắt đầu mình khởi lên cái niệm, mình suy nghĩ một mớ về nó, một câu chuyện về một đóa hoa, giống y chang như một câu chuyện về một con người mình thương. Mình đâu có thấy họ, mình thấy họ phút trước phút sau cái bắt đầu mình mớp một lâu một mớp quá khứ về thông tin của họ, bắt đầu ở trong đầu mình chạy sạc trong này. Vấn đề là đừng có suy nghĩ, đừng có để cái tâm mình nó hai đầu quá khứ và thời gian, tức là đừng có để những cái thứ ở đây nó biến mất, hoặc là đừng có để những cái thứ ở đây nó trở thành cái phương tiện để nó lôi quá khứ về. Ok, để cái tâm mình đâu cần ngồi thiền xuống một tiếng hai ba tiếng đâu, không cần. Này, ngay phút giây này chúng ta yên tĩnh, nghe không, nghe rõ ràng chúng ta có đang nói gì về những cái âm thanh, chúng ta có đang bàn luận vì gì về những cái tiếng ồn xung quanh đâu, không. Mà tự động ở dưới kia có người la cháy cháy bà con cứu, lòng mình sao phải ấn liền, bắt đầu mình nói lên những tiếng ồn trong này liền. Ô, tại sao nguy hiểm không, chùa cháy hay cháy. Đó chính là niệm, hiểu chưa? Niệm chính là cái đó. Và ai mà niệm nhiều quá không dừng lại được, bỏ 100 cái niệm tiền tình danh lợi nhà cửa bà con người thương người ghét, ngồi xuống là nghĩ tất tật, bỏ mấy thứ đó là khó. Cho nên mới gom mấy thứ đó lại thành một thứ, đó là hơi thở, là một câu A Di Đà Phật, thì bỏ dễ. Ok, bỏ dễ hơn là một thứ là nhiều hơn, dễ hơn là nhiều thứ. Như vậy bắt đầu mình niệm Phật, niệm Phật là một cái niệm khác đè những cái niệm khác, đè đến cái độ nào, đè đến cái độ vô niệm tự niệm, là cũng giống như bên thiền. Ok không, tức là mình niệm biết. Còn thiền á là đi đường chim bay, đi thẳng, tức là khi mình đã niệm nó giấy khởi thấy. Còn cái lúc mà không có niệm gì hết, chẳng hạn như chúng ta nhìn cái tay thầy, đâu có niệm gì trong cái lúc đó đâu, ý thức rõ ràng một cái thấy, có một cái tay đang di chuyển vậy thôi. Nếu không có niệm, biết không có niệm, nếu có niệm, ý thức có niệm. Khi mình ý thức có nó niệm, tự động nó hết niệm. Đó, tức là cái tâm của mình không, đừng có ngồi xuống cái niệm cái này niệm cái kia, nhớ cái này nhớ cái nọ, lái xe cũng nhớ, giặt đồ cũng nhớ, ngồi xuống ngủ cũng nhớ, coi phim cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, tất tật nhớ. Mình tu giỏi kiểu gì, mình ngồi thiền bao lâu, thế mà mình buông ra cái bắt đầu mình nghĩ nhớ liên tục như vậy là thôi rồi. Cái tôi của mình nó tỷ lệ thuận với đội suy nghĩ, ai suy nghĩ nhiều cái tôi người đó lớn. Hình ảnh về mình quá nhiều à, tại sao cái người mà cái nông phu mà biểu đợi nửa tiếng ngồi đã đợi nửa tiếng, nửa ngày, người mà kiến thức nhiều, hiểu biết nhiều, có bằng cấp cao, người trí thức á, biểu ngồi đợi 15 phút con tan 1, 2, 3 mấy giờ 15 phút coi 15 lần. Tại sao? Cái tôi của anh ta, anh viết tôi là một người quan trọng, thời gian của ta là quan trọng, ta không thể ngồi đợi được, ta đặc biệt. Ai một cái hình ảnh về mình rất là không có thật. Ở trong đây nè, nó đưa cái tay lên mà nó làm rồi, bằng cái lòng lo lắng, sợ hãi, vội vàng. Và sự sống của một người kiến thức là vậy đó. Okay. Rồi có hai cái thứ mà nó làm cho mình tạo cái niệm liên tục, đó là những cái điều không có ở đây, đó là quá khứ với tương lai. Mà thật ra không có tương lai đâu, quá khứ. Thế mà người nào mà nhiều quá khứ chừng nào thì người đó sống tưởng tượng tương lai nhiều chừng đó. Người nào mà có một quá khứ đau buồn nhiều chừng nào thì người đó mơ ước có một tương lai nhiều chừng đó. Người nào mà cứ ngồi nghĩ hoài đến tương lai là người đó có, thường là có một quá khứ. Đó là nói với người lớn nha. Người nào có một cái quá khứ quá là đau buồn thì hiện tại đối với họ là một cái nhà tù. Họ muốn, và họ muốn làm lớn quá khứ kia lên ở trong một cái tương lai nào đó không biết. Có điều là cái điều mà đang có này mình không đạt được, mình không tác động lên được, làm sao mình có thể đạt được cái điều mình không có, mình không có thể tác động được cái điều mình không có. Cái đây là một cái điều mà thực ra mình người tu mình biết đó. Cái quá khứ và cái tương lai là cái hai thứ mình đã làm cho đầu mình nghĩ. Chứ có sẵn đây mắc mới gì nghĩ. Cho nên đừng cái nghĩ, khi mà nó nghĩ biết là nó trở về rồi, nó trở về rồi cái nó trở về, nó nhìn cái tượng Phật, nó nhìn một lá cái thích cái tượng Phật. Nhà mình có cái tượng Phật thờ xứ ha. Ước gì mình lên đó mình được ngồi với ông thầy cái mình livestream cho mọi người thấy mình ha. Nó cũng là hiện tại nè, mà nó có một cái ước, đó cũng là một cái niệm. Như vậy là sống không có quá khứ và không có tương lai, nhưng mà ở hiện tại thì đừng có phán xét, dính mắc, lấy bỏ. Thế mà mình mở cái miệng, ở trong cái đầu mình ngay chỗ này nó có cái miệng này nè, chứ còn cái miệng này là cái miệng second hand rồi, từ đến này nó chạy xuống này nó mới ra này, trong này không có, cái này nó không có gì đâu nói. Cho nên á,
cái miệng chỗ này mà nó mở ra nó chíp 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 trọng. Một là nó chíp những chuyện có ở đây, hai là nó, những thứ ở đây mình đã quánh giá biết. Chẳng hạn như một bây giờ thầy lấy một cái hộp nhựa như thế này, thầy đưa cho một ông khoa học, ông phân tích, ông chia sẻ ra, ông không còn thấy nó giống như là một cái hoa này. Tôi đưa cho cái hoa cho thầy, cho ông đây, thầy đưa cái hoa này cho ông không còn thấy đây là một cái hoa nữa. Ông chẻ tất tần tật ra và ông phân tích cho mình thấy là A, B, C, proton, electron, nhựa, ba loại này loại nọ gì trong đó, cấu tạo A, B, C gì trong đó. Nhưng mà một ông nó bay tới và nó biết đó là một cái hoa, nó ý thức được đó là một cái hoa, nó biết, nó mới bay tới nó hút mật. Nhà khoa học biết tất tần tật những thông tin kiến thức chết rồi, và nhà khoa học không biết cái hoa, cái mà một ông nó biết. Okay không? Như vậy là mình chỉ cần đơn thuần mình thấy thôi, mình ý thức rõ ràng sự sống nó có đó. Mắc mới gì mình phải lúc nào cũng lấy cái hình ảnh, cái suy nghĩ ra mà chia chẻ, phân tích, phán xét đúng sai, hơn thua được mất, để rồi lấy kiến thức nó nhồi nhét ở trong đầu, rồi thể hiện một cách thông minh ở trước mọi người và nói kiến thức đó ra ta biết. Như đó là một cái hình ảnh cái tôi khác. Này, em biết không, tôi biết tất một tật chuyện của em đó, em đừng có lừa dối tôi. Mà sống với người ta xong cái lấy toàn bộ những cái thông tin của người ta nhét ở trong đầu này, để một lúc nào đó mà nói những cái điều ra để mà tống cổ họ đi. Có thể 10 ngày, 10 năm họ sống với mình, lúc nào họ cũng gọi điện thoại, 10 ngày lúc nào cũng gọi điện thoại hết. Mà chỉ cần một ngày mà họ gọi điện thoại thôi là tất tần tật những cái điều xấu là mình nghĩ gì cho họ hết rồi. Phải không? Vậy đó. Thế nên khi mà lấy cái hình ảnh về cái tôi của mình sống là lúc đó thế gian này chết, mình không cho thế gian này sống đâu. Khi mà mình có cái hình ảnh như mình á, lúc nào có người bên cạnh, dù là chồng, là con, là vợ, là cha, là mẹ, hay là con chim, hay giọng nước, tất tật nó phải phục vụ cho cái này, nó phải làm nô lệ cho cái tôi của mình. Bạn không chứ bây giờ có thương bao nhiêu thương, giống như một đứa bé đi, cho nó 7 bữa, bữa nào cũng cho kẹo, có một bữa không cho thôi, nói sao, nó quậu liền, nó không thích liền, nó bỏ liền. Một đứa bé thôi đó. Cho nên khi mà mình có cái tôi về mình á, là mình coi thế gian là rác rưởi, là đồ bỏ, mình sống rất đau khổ. Bởi vì mình, cái tôi thì nó là cái tham, đặc tính của cái Atta tức là ngã, tức đặc điểm của nó tức là Tanha là khác ai, nó tham bất tận và không bao giờ nó biết đủ. Cho nên nuôi cái tham thì anh sẽ là nạn nhân cho cái tham đó sau này, hiểu chưa? Anh nuôi một ai đó bằng cái lòng tham, anh cho cái lòng tham họ lớn lên, ăn mỗi ngày thân xác, ăn mỗi ngày cảm xúc, ăn mỗi ngày mẹ, em, con, anh gì đó, cứ làm cho họ nuôi nắng dê vuốt vuốt ve cái tôi của họ mỗi ngày lớn lên, sợ họ buồn, sợ khổ, anh sẽ là nạn nhân của cái tôi đó. Ok. Bởi vì cái tôi nó không biết đủ, cho nên nó không biết bao giờ mà mở lời ra cảm ơn hết đó, nó không biết tri ân. Bởi cái tôi là cái thứ bạo động nhất trên đời. Cái tôi là cái nơi mà ở đó thế gian này đấu tranh ở bên trong này, không biết cái này đúng cái kia sai, chọn lựa là vô minh mới chọn lựa, còn trí tuệ thấy là hành động mới chọn lựa. Mà khi trong này nó xung đột là bắt đầu ở hai người nó xung đột. Ta đâu có, trước khi không có chồng mà không có vợ thì đau khổ, có chồng có vợ rồi đau khổ hơn, xung đột hai người, xung đột ở năm người, xung đột một gia đình, xung đột một xã hội, xung đột và toàn bộ thế giới lúc nào cũng đang xung đột. Có bao giờ anh thế gian này mà ngừng lại không, cuộc chiến tranh không? No. Như vậy là cốt lõi của cái tôi là cái nơi mà ở đó đau khổ xuất hiện. Cho nên Đức Phật mới ra đời và nói vô ngã. Như vậy là Đức Phật sống đời không? Sống. Mà Đức Phật nói cuộc đời là khổ. Như vậy Đức Phật có khổ không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài không có ngã. Vậy ai khổ? Người có ngã. Vậy muốn hết khổ thì đừng có xây dựng cái ngã. Đừng có xây dựng cái hình ảnh của tôi. Tôi có hai đứa con, chị có không? Tôi có hai đứa trai một đứa gái, chỉ có hai đứa gái, không có đứa trai nào hết, cố gắng bằng tôi không? Thua. Ví dụ như vậy, mình luôn kiếm một cái gì đó để mình hơn một người. Cái mình ngồi mà nghe một người nói chuyện, ôi tôi bệnh cuộc đời của tôi nó khổ chị ơi, trời ai cứu chị á, khổ từ. Sau mình nghe xong, thôi khổ của chị có gì đâu, khổ của tôi nè, nghe nè, tức là cái khổ mà mình vẫn muốn hơn họ, mình muốn hơn, thế mà hạnh phúc cũng muốn hơn. Mà hết khổ thì khổ cũng muốn hơn. Lúc nào mình cũng muốn the best, lúc nào mình cũng muốn nhất ai, cái tôi của mình ấy, nó luôn kiếm một cái gì đó để nó hơn cái không tôi bên ngoài kia. Ok không? Thôi câu này trả lời hơi bị nhiều. Rồi thôi mình nghe tiếng chuông. Rồi.